có đồ cũng có buồn, con người có hổ yên. Đó là lời đầu tiên các bạn hát trong lễ thế để chúng ta vào trong cái hôm nay. Ông bà Thiên Ngôn với Tâm Linh dù cách xa chúng ta làm tập, nhưng mà hôm nay mỗi cộng đoàn chúng ta trong lễ thế cầu cho liên tục, và vì nơi đây là nơi ông bà đã rất kiến thức trong đời, là nơi chúng ta các ngôi là tổ tiên của mình. Chúng ta hiểu ý với gia đình ông bà trong lễ thế này chúng ta để xin Chúa trả công bồi đầu cho các bậc tiền nhân tiến đứng trời, và vì biết bao nhiêu công lao khó trọng không sinh thành lưỡi ruột để giáo dục con cái, giáo dục các thế hệ sau lên đường là do công lao của tổ tiên ông bà. Dù thành công hay thất bại trong cuộc đời cũng là công lao của tổ tiên ông bà chúng ta đem lại. Chính vì thế mà chúng ta để kính với ông bà trong cái thế này, hãy xin Chúa trả công bồi đầu cho các linh hồn thiên nhân nội ngoại trên đất trời. Và chúng ta cũng được lá đồng ý xin cho linh hồn thiên nhân nội ngoại xin lành bình an. Giờ đây chúng ta thành tâm cúng nhận cầu nguyện xin cho tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng trở thành người mình thấy. Tôi cúng nhận
Khi ấy Phêrô lên tiếng nói rằng: quả thật tôi thấy rõ Thiên Chúa không thiên vị ai, nhưng nơi bất cứ dân làm thế ai kính sợ Thiên Chúa và tôn hay tin đều được Ngài tiếp nhận. Ngài đã gửi đến cho con gái Israel lời loan báo bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Anh em biết điều đã xảy ra trong toàn miền Judea, khởi đầu từ Galilee liên quan đến Đức Giêsu thành Nazareth. Sau khi ông vua rao giảng phép rửa, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà rước đầu con người. Người đi đến đâu đều ban ơn giáo phúc và chữa lành mọi kẻ bị quỷ ác, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Phần chúng tôi là chứng nhân và tất cả những điều người đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba Thiên Chúa đã cho người sống lại và cho người nhận ra ơn quả với toàn dân. Nhưng với các nhân chứng mà Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, tức là chúng tôi, những kẻ ăn uống với Ngài sau khi người từ quái chết sống lại, người đã nguyện cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng người đã được Thiên Chúa đặt làm hợp pháp xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người, là tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa. Nhưng mà có một cái từ chung cho các cô
đạo, đạo Phật, đạo Tăng Đài, đạo Hòa Hảo, rồi đạo Hùng, rồi đạo Công Giáo. Tất cả các tôn giáo có một cái danh từ chung, đó là đạo. Vậy cái từ chung là đạo cũng là gì? Đạo là đường, rất đơn giản, đạo là đường. Và tôn giáo dường như nỗ lực để tìm một lối thoát, tìm một con đường để như là lối thoát cho cuộc đời. Bởi vì nếu người không có đạo thì người ta cũng không có lối thoát, không có lối cứu độ, không có cái công trình cứu độ chết cả đối với người không có đạo. Chẳng hạn như là người ta thấy cuộc đời này như là có một bệnh, sống thì rất là gian nan vất vả khổ sở, người ta gọi là biến gian khổ gian như thế, đầy sự gian nan gian dối cũng có, vất vả lầm than cũng có. Thế rồi chết là chấm dứt hay sao? Thế vì thế mà người ta tìm nỗ lực tất cả các tôn giáo để nỗ lực để tìm ra một lối thoát cho con người. Còn nếu không có đạo thì cuộc đời như là chấm hết. Chẳng là như có một bài thơ người ta nói như thế này: đố ai hiểu hết chữ đời, sang đầu nghèo khó chết rồi như nhau, chết rồi mưa xuống hố sâu, lấp sâu là hết có đâu khác gì. Đối với người không có đạo là thế, chết là hết. Xa nhà rồi cũng chết, đầu nghèo rồi cũng chết, quyền thế hay là không có quyền thì cũng chết, chết trước là cái chết, chết cả. Như là một con cùng vật. Và vì thế mà có nhiều người ân hận đang sống trong cuộc đời này. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây không đứng dưới trời mà theo. Người ta hối hận vì cuộc đời, người ta xin thề là kiếp sau không có làm người nữa. Bởi vì là người nhiều khổ quá rồi, là người làm cái gì khổ lắm, cho nên là kiếp sau thề không làm người nữa, làm cây không đứng dưới trời mà theo là người. Nhưng được yêu cầu là anh chị em chúng ta là những người có đạo, nghĩa là có đường để giải thoát chúng ta khỏi cuộc đời này. Các đạo khác cũng là đường, nhưng mà các đạo khác là cái con đường do con người chúng ta. Chẳng hạn như là đạo Phật, chẳng hạn Đức Cộng Tử nói rằng trong cuộc đời này có nhiều con đường, tôi chỉ là những người mà có công lấy ra thôi, nó có sẵn rồi. Hay là Đức Vô Hầu Hết thì nói rằng tôi là sứ giả từ trời, nói cho con người chúng ta biết có con đường để về trời. Thế rồi Phật thì nói rằng là tôi là ngón tay chỉ mặt trăng thôi, tôi không phải là mặt trăng, không phải là ích kỷ, tôi chỉ là ngón tay để chỉ cho người ta biết điểm tới. Đó, các nhà sáng lập các đạo đều là những con người không phải không tự nhận mình là đường, là chỉ là sứ giả, chỉ là những con đường có sẵn rồi tất cả cái ra thôi. Còn Chúa Giêsu của chúng ta là một tấm từ trời xuống và nói rằng thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Các nhà sáng lập đạo khác thì không bao giờ có ai dám tự xưng mình là đường cả. Nhưng mà Chúa Giêsu là từ tế bào trời đến là người đón cho chúng ta, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với chúng ta mà không qua thầy. Đó chính Chúa Giêsu là con đường, sống theo lời dạy của Chúa, sống theo giáo huấn của Chúa là đường đi dẫn chúng ta đến ơn giải thoát, đó là nước trời. Vì thế mà những người theo Chúa các môn đệ thấy cuộc đời này cũng là ngõ cụ, cho nên các ngài sao xuyến như tin tưởng kể lại. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ trong tổ rằng anh em đừng sao xuyến, anh tin vào Thiên Chúa và tin vào thầy. Nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, thầy cứ để dọn chỗ cho anh em. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, tin Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, đưa chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Và không có con đường nào khác, chỉ có con đường Giêsu
mới đưa chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc đời sau. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta lên lời cầu nguyện cùng với những ân nhân của chúng ta ở nước ngoài, cầu nguyện cho các cái tổ thiên nhân tổ quả cũng ở trong cái điểm như vậy, tin Chúa Giêsu là đường để chúng ta được hành thánh lễ, nhờ công ơn cứu độ của Chúa Giêsu trước trên thập giá ngày xưa kéo dài nơi bàn thờ, nơi cửa thánh thiên của giáo hội, để rồi đó là con đường dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Vì thế chúng ta tin thật như vậy, chúng ta dâng những cái xuất tán để cầu nguyện cùng với những thân nhân của chúng ta, xin cho các cái vùng tiên nhân đồ quà sau khi đã tin vào Chúa, sau khi đã được vui thương bằng các bí tích, đặc biệt là mình có Thánh Chúa Kitô và đã chọn Giêsu là con đường đưa đến hạnh phúc vĩnh cửu, tin như vậy chúng ta cùng xuất sắc chân lời của Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng thần cầu thì Chúa là cha và tăng ban ơn cứu độ cho những người còn sống cũng như đã qua đời. Chính Ngài đã cho Đức Kitô con Ngài được phục sinh từ cõi chết.
lời Chúa, lòng thương xót của Chúa thật vô biên. Xin thương nhận lời chúng con kêu tốn cầu nguyện, ban cho linh hồn anh chị em thân nhân và thân nhân của chúng con nhờ những ký sinh tương hộ này được phương tha thứ mọi tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thank you.
Thank you.
lời Thiên Chúa còn lâu và hay hơn xót. Chúng con đưa lên Chúa đi tế ca tụng này, cầu cho linh hồn anh chị em thân nhân và thân nhân của chúng con nhờ lời lăng của Bí Tích này được giải thoát khỏi mọi tội lỗi và nhờ Chúa xót thương các linh hồn được niềm tin và phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con.